nếu mà chúng ta muốn đưa người tổ chức thành một cái kỹ năng, một cái phong cách quản lý mới thì chúng ta phải bắt đầu từ cái tư duy, rồi chúng ta học cái kỹ năng và chúng ta có một cái mô hình. Giống như các con thú này, nó hỏi con cáo không phải nó hỏi vô vơ đâu các bạn, nó phải có một cái quy trình hỏi của nó, hỏi từ cái gì, hỏi từ mục tiêu, rồi hỏi đến những cái thứ đã thử nghiệm, rồi hỏi về những cái năng lực, hỏi về những cái niềm tin, rồi bắt đầu hỏi đến cái giải pháp. Nó hoàn toàn phải có những cái quy trình rõ ràng để có thể giúp cái người nhân viên của mình, giúp cái người coachee của mình họ tìm ra giải pháp, chứ không phải là chúng ta nghĩ ra thì chúng ta hỏi cái đó. Đó thì và cuối cùng là ứng dụng linh hoạt. Với bọn Hiền làm coach chuyên nghiệp thì đôi khi là bọn Hiền làm rất là đúng với cái tinh thần của liên đoàn khai vấn quốc tế là coaching chuẩn, coaching thuần khiết là không đưa ra lời khuyên. Nhưng chúng ta là vai trò quản lý, khi chúng ta quay lại doanh nghiệp đôi khi chúng ta vẫn phải đưa ra cái sự kèm cặp, vẫn phải đưa ra cái sự chỉ dẫn, vẫn phải đưa ra một cái chốt, giống như các bạn chuẩn lúc nãy bạn nói, đôi khi em vẫn phải là người chốt. Đó, khi mà chúng ta cân nhắc tất cả các thứ cùng với nhân viên, rồi họ có ý tưởng ABC, mình có ý tưởng DES, cuối cùng chúng ta vẫn phải là người chốt cái gì là cái hiệu quả nhất. Đó thì cái việc ứng dụng linh hoạt nó rất là quan trọng. Và sắp tới bọn Hiền ra mắt một cái cuốn sách là các tình huống ứng dụng coaching linh hoạt trong doanh nghiệp ạ. Thì nó có cả cái hành trình xuyên suốt tất cả cái hành trình trải nghiệm của nhân viên, từ lúc phỏng vấn nhân viên cho đến khi giúp nhân viên hoàn thiện và tổ chức, rồi giúp nhân viên phát triển, rồi giải quyết những cái mâu thuẫn, rồi kết thúc họ cho đến khi exit interview, tức là khi họ ra tổ chức. Đó thì nó cũng là một cái hành trình xuyên suốt để được, và chúng ta đều có thể ứng dụng coaching linh hoạt được.